Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh Đồng Nai Quê Tôi. Hiện nay tôi đang có mặt tại khu vực cửa Nam chợ Long Thành và ngày hôm nay sẽ quay tình hình khu vực chợ Long Thành để quý vị các bạn cùng theo dõi. Ngày hôm nay ngày 24 âm lịch, cũng là ngày 24 Tết, như vậy là còn khoảng một tuần nữa là chúng ta sẽ đến Tết Nguyên Đán. Năm nay Tết rơi vào ngày Chủ nhật quý vị. Và ngày hôm nay cũng là ngày cuối tuần Chủ nhật, kính chúc tất cả quý vị các bạn một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui, ấm áp và tràn đầy năng lượng trong cuộc sống. Đây là những chậu hoa lan. Hoa lan ở đây một chậu như vậy là 5 triệu quý vị. Hoa địa lan thì giá rẻ hơn là 1 triệu. Lan hồ điệp màu trắng rất là đẹp quý vị. Ở khu vực chỗ này thì có giá niêm yết sẵn, như một cái chậu như thế này là 3 triệu. Hoa lan hồ điệp này thì để rất là bền, để có thể được 2 tháng luôn quý vị. Đây là những bông hoa cúc vạn thọ. Màu gà năm nay cũng có cái màu như thế này nè quý vị, màu cam cam. Khu vực chỗ này thì bán nhiều hoa và nhiều loại, như là Calimero, mâm xôi. Đây là cúc Calimero. Cái này bao nhiêu tiền một cặp anh? Một triệu rưỡi. 60 là 1,5 triệu. Còn lớn hơn là? Lớn nhất là 1 mét là 4,2 triệu. 1 mét là 4,2 triệu. Cúc năm nay đẹp quá ha. Cúc này trồng nhà kính à? Hiện nay hoa cúc ngoài việc các cái làng hoa như là làng hoa Sa Đéc, làng hoa khu vực Cái Mơn, và ở Đồng Nai chúng ta thì có làng hoa Gia Kiệm, Dầu Dây trồng rất là nhiều hoa cúc, và hoa cúc hiện nay cũng được trồng nhà kính rất nhiều quý vị. Đây là khu vực giữ xe của chợ Long Thành. Thời tiết ngày hôm nay thì Đồng Nai tôi đo được là khoảng 31 độ C, trời nó cũng hơi nóng quý vị. Hôm nay thì không có nắng, trời hơi âm u. Ở lúc này tôi đang đi ngoài đường là khoảng 8 giờ sáng. Đây là khu vực bán mai Tết. Mấy ngày cuối năm thì những cái xe ba gác như thế này là rất là nhiều. Hoa mai ở đây chuẩn bị nở. Tao quay phim. Cúc này bao nhiêu tiền một cặp anh? 150 hả? Bông hoa mai bắt đầu bung nụ nữa quý vị. Đây quý vị nhìn thấy là đa số là hoa cúc thọ rất là nhiều. Đây là những chậu hoa sắc pháo. Ngoài ra hoa này người ta còn gọi là hoa dừa quý vị. Đây có những cây ớt nhỏ nhỏ xinh xắn này.
Năm nay cũng có nhiều loại hoa xoay nhái nhỏ nhỏ như vậy này quý vị. Nhìn cũng hay và rất là dễ thương, bé bé xinh xinh. Hoa cúc rất là nhiều. Loại cúc này thì lớn hơn, giá khoảng 200, nhỏ hơn thì khoảng 150. Ở đây trước màn hình quý vị các bạn là cửa đông của chợ Long Thành. Hướng này là hướng bên phía đường quốc lộ 51 đó quý vị. Cúc này là bao nhiêu tiền một cặp cô? 200 một cặp. Cái hoa này hoa gì mà đẹp quá cô? Hoa này. Hoa này nè. Hoa này hả? Hoa này hoa dạ yến thảo. À dạ yến thảo. Dạ. Cái này về chơi lâu lắm. Dạ. Hết cái này ra tiếp. Vậy hả cô? Hết xong cái ra tiếp. Quá. Cặp này đẹp không? Dạ. Ờ như cũng hoa chứ. Mâm xôi này thì bao nhiêu tiền cô? Mâm xôi 500 cặp. Có chậu luôn. Đó, có chậu. À, có một số chỗ bán 400 nhưng mà không có chậu. Người ta bán cái dầu hả? Dạ, 500 mà có chậu luôn là rẻ. Chơi mấy ngày Tết cho nó vui vẻ. Dạ. À, con vô hả? À, rồi con vô đi. Dạ. Cực kỳ đẹp luôn. Bán hết rồi cô. Sạch sẽ luôn, lên xe đưa về cái là người ta lấy hết trơn. Một tối tối là thì cô bán hết rồi. Bán hết đồng tiền luôn. Dạ, 50 50 mấy, 60 chậu mà tối là 100 chậu. 100 chậu hả? Tối là chỉ còn có 5 6 chậu thôi. Ồ, năm nay hốt hoa quá ha. Dạ. Đây là những bông hoa khu hải đường. Đây khu vực hoa mai chậu nhỏ nữa quý vị. Đây là khu bán hàng trưng bày. Ở đây bán những cái trái cầu cũng như là những cái chữ cầu đối và bao lì xì ở phía bên trong chợ này quý vị. Đây là những cây mai ghép chậu nhỏ. Đây hoa này nó tới mười mấy cánh luôn quý vị. Mai này mình bán bao nhiêu tiền một chậu anh? 300 350. Đây có những người mặc áo dài đến đây chụp hình. Đây khu vực này hoa màu gà rất là lớn. Là khu vực hoa giấy. Hoa giấy năm nay có rất là nhiều màu quý vị. Đây là màu trắng này. Các màu xen lại, màu đỏ, màu hồng. Đây cây hoa giấy này màu hồng với màu trắng đẹp quý vị. Quý vị các bạn muốn ngắm hoa giấy thì chúng ta đến khu vực Cái Mơn. Đặc biệt là vùng Phúc Sơn trồng hoa giấy rất là nhiều. Đây
Đây là khu vực bán quần áo. Này thì trời đó bắt đầu có nắng quý vị. Và đến đây tôi xin phép dừng video ở đây. Hẹn gặp lại tất cả quý vị các bạn ở những video tiếp theo. Nếu quý vị các bạn yêu mến kênh Đồng Nai Quê Tôi, quý vị các bạn có thể ấn vào nút đăng ký, subscribe. Đặc biệt nhớ ấn chuông để nhận được những video tiếp theo mới nhất từ kênh Đồng Nai Quê Tôi. Còn bây giờ tôi xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị các bạn ở những video tiếp theo.